Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 28 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Thường trực tỉnh ủy giao ban công tác tuần cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng. Quảng Ninh nỗ lực thu hút vốn FDI, đặc biệt là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, phấn đấu năm 2024 thu hút ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, song vụ mùa năm nay của huyện Hải Hà vẫn cơ bản đạt năng suất tốt, sản lượng dự kiến trên 14.000 tấn. Thành phố Hạ Long ra quân cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cho ý kiến về công tác lãnh đạo chỉ đạo trong tuần vừa qua và một số nhiệm vụ trong tuần này. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đánh giá trong tuần vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của bão, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó trọng tâm là công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 22 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, các hoạt động liên quan đến Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bầu cử trưởng thôn khu phố và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình kế hoạch đề ra, trong đó trọng tâm là chuẩn bị kỹ các nội dung cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ở khu dân cư, tập hợp, củng cố, tăng cường sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đặc biệt là phát huy tinh thần nỗ lực cùng đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương sau đợt mưa bão vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức bầu trưởng thôn khu phố nhiệm kỳ 2024-2027 trong tháng 12 năm 2024, trong đó tiếp tục thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn theo mô hình dân tin đảng cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung cho việc là trong tháng 11 tới đây sẽ tổ chức quán triệt từ tỉnh tới cơ sở về công tác bầu trưởng thôn khu phố, tiếp tục đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp các ngành các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất kinh doanh sau bão. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo ra soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tại kỳ họp thứ 22 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, trong đó có sự kiện giải Taekwondo cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Trong tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động phân công điều hòa hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo định hướng chung, đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Nổi bật, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024, trọng tâm là kỳ họp thứ 22, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Đồng thời hoàn thành 3 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo tiến độ, tăng cường giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ban văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, hoàn thành thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng các quy định của luật. Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, hoàn thành báo cáo giám sát về đầu tư công,
xây dựng chương trình giám sát năm 2025 của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2025. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị các danh mục nghị quyết trong các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát đánh giá các nghị quyết còn hiệu lực để đề xuất điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn. Văn phòng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đôn đốc chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì họp về tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Hiện công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ. Toàn bộ 13 huyện, thị xã, thành phố đã lập kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bắt đầu đi vào thực hiện. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị đang gặp vướng mắc về xây dựng dự toán. Sở Tài nguyên Môi trường đã mời các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Cường nhấn mạnh, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, bàn giao tiếp nhận các khu vực xâm canh xâm cư. Yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2024, ra soát đánh giá năng lực các đơn vị tư vấn, sớm lựa chọn ký hợp đồng triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính quan tâm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các địa phương hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ đối với các xã, phường, thị trấn xong trong tháng 2 năm 2025, các huyện, thị xã, thành phố xong trong tháng 4 năm 2025, đối với cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Cường chủ trì họp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau bão số 3 Yagi, có hơn 130.000 hecta rừng bị gãy đổ. Tại hiện trường, ước tính có khoảng 6 triệu tấn vật liệu dễ cháy. Đặc biệt, việc đổ gãy lại theo từng dải liền vùng trên địa bàn tỉnh, nếu xảy ra cháy, sẽ cháy với diện tích lớn. Ngoài ra, hiện đã vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo thống kê, từ sau bão số 3 đến nay, đã có hơn 30 điểm cháy tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba Chẽ, Móng Cái, Đầm Hà, Quảng Yên với tổng diện tích khoảng 265 hectare, đã huy động hơn 3.200 lượt người tham gia chữa cháy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Cường yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm đến tất cả các chủ rừng là tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các địa phương từ cấp thôn đến các chủ rừng phải có phương án tối ưu về công tác quản lý tài sản, phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng và ban hành phương án phân vùng nguy cơ cháy rừng, phương án quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Khẩn trương chỉ đạo triển khai phương án thu dọn vệ sinh hiện trường rừng bị thiệt hại. Thống kê lập hồ sơ hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ tuyên truyền vận động cho thu dọn rừng, làm đường băng để xử lý thực bì, đảm bảo theo quy định và trồng lại rừng sớm nhất có thể. Tổ chức lực lượng dụng cụ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng chủ động ứng phó xử lý các tình huống cháy rừng. Vận động các chủ rừng không đốt vật liệu thực bì tại hiện trường rừng bị thiệt hại vào những ngày nắng hanh khô. Yêu cầu các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực quản lý chặt chẽ rừng thuộc sở hữu toàn dân bị gãy đổ, khẩn trương lập phương án khai thác, trình phê duyệt để thu dọn chuẩn bị trồng rừng theo quy định. Trước tình hình thời tiết hanh khô và nguy cơ cháy rừng trên diện rộng, thành phố Hạ Long sẽ rà soát lại toàn bộ diện tích rừng cảnh quan, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và tăng cường quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, trong đó ký cam kết với 100% chủ rừng không đốt thực bì trong những ngày trở hanh khô. Thành phố sẽ huy động lực lượng gia quân tổng dọn vệ sinh ở các khu vực rừng trong thời gian một tháng, phân vùng nguy cơ cháy, tổ chức phương án ứng phó kịp thời, đồng thời vận động các chủ rừng tham gia trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa và các loài cây lâm nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách chưa từng có, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn nỗ lực thực hiện hiệu quả thu hút vốn FDI vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2024 này, toàn tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tiếp tục tạo nguồn lực mang tính đột phá cho phát triển kinh tế xã hội.
Ngay trong thời gian đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh phải đối mặt với đại dịch COVID-19, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng nhận diện, đánh giá tình hình và kịp thời ban hành nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ về phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước đưa mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và ban hành nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện. Với việc hoạch định và triển khai thực hiện đồng bộ những định hướng lớn, Quảng Ninh tiếp tục tạo được những bước chuyển biến mang tính đột phá trong đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, qua đó tiếp tục là điểm đến được các dự án đầu tư cả trong và ngoài nước lựa chọn. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng vốn đầu tư xã hội đạt con số kỷ lục với trên 538.500 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đã thu hút 42 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 71,4% tổng số vốn FDI, gấp 4 lần so với giai đoạn 2016-2020. Các dự án đầu tư đều là các dự án FDI thế hệ mới, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần đưa ngành công nghiệp Quảng Ninh từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Minh chứng rõ nét nhất cho việc Quảng Ninh đã và đang từng bước trở thành mảnh đất vàng cho các nhà đầu tư tầm cỡ thế giới xây dựng và mở rộng hệ thống sản xuất là tập đoàn Foxconn, tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới đã đầu tư tổng số 5 dự án tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, tập đoàn Jinko Solar, tên tuổi hàng đầu thế giới trong sản xuất tấm quang năng cũng đã đầu tư các dự án với tổng vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ tại Quảng Ninh. Với dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi dây chuyền sản xuất của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Các nhà máy đang hoạt động tại Quảng Ninh hiện chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm sản xuất của tập đoàn tại nước ngoài. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả thực chất của tỉnh đối với tập đoàn trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định để tập đoàn tiếp tục lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm đầu tư các dự án trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Quảng Ninh đang tiếp tục là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lớn có thương hiệu trên thế giới lựa chọn. Tính trong 9 tháng năm 2024, Quảng Ninh đã thu hút hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ hai cả nước. Mục tiêu trong cả năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt ít nhất là 3 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã nhận được giấy phép xây dựng của dự án tại khu công nghiệp Nam Tiền Phong. Đây là dự án đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu đô la Mỹ và được chia làm 4 giai đoạn đầu tư. Với sự quan tâm đồng hành của tỉnh, chúng tôi đang tập trung triển khai 2 giai đoạn đầu và sẽ tích cực triển khai các giai đoạn tiếp theo trong thời gian tới đây. Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư mới, nhiều dự án đầu tư được cấp phép trong thời gian trước đây cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó điển hình là dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư, dự kiến sản xuất những lô ô tô đầu tiên vào cuối năm 2024. Đây cũng là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đòn bẩy thu hút các doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ô tô tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh sẽ thu hút được hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gần gấp đôi so với giai đoạn từ năm 2020 trở về trước. Với những dự án đầu tư mới, Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về một số nội dung quan trọng. Thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích kết quả đạt được, những bất cập hạn chế, nguyên nhân trách nhiệm, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp để hoàn thiện chính sách pháp luật, khắc phục bất cập hạn chế trong tổ chức thực hiện với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội an toàn, lành mạnh, bền vững, cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân, người lao động, đối tượng chính sách. Thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, nhằm phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản. Tuy nhiên, do đây là lực lượng đầu sóng ngọn gió liên quan đến nhiều yếu tố sức khỏe, vì vậy các đại biểu Quốc hội đề nghị cần đánh giá kỹ hơn sự tác động và cần có lộ trình nâng hạn tuổi hoặc quy định mang tính nguyên tắc trong luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với những đối tượng nào cần thiết thì có thể tăng tuổi, còn có những đối tượng có lẽ là cũng không nên là chúng ta đồng loạt tăng. Bởi vì tôi nghĩ rằng có những vị trí sĩ quan quân đội mà ở biên giới chẳng hạn,
chắc chắn là xa nhà, xa gia đình cả một đời công tác rồi. Có khi đến một cái tuổi cũng muốn nghỉ sớm để có thời gian còn sức khỏe chăm sóc gia đình, bố mẹ, con cái, vợ con. Thế thì nếu như có nhu cầu được nghỉ thì chúng ta cũng không nên nhất thiết là phải cứng nhắc. Thì tôi nghĩ là cái này cũng cần phải có cái đánh giá và có thể giao cái nguyên tắc, quy định một cái nguyên tắc và giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để nó phù hợp với từng vị trí, từng lĩnh vực trong những cái chức danh, chức vụ của các sĩ quan quân đội trong công tác. Và có một vấn đề nữa, trong cái hệ thống chính trị nói chung là đều mang cái tính là tinh gọn, là chúng ta phải giảm số lượng. Vậy thì cái sự tăng tuổi này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc tuyển dụng bổ sung thêm những cái cán bộ mà thực sự có năng lực, những cái nguồn lớp trẻ để đào tạo, để dần dần kế cận, thì cũng nên tính đến cả những yếu tố đấy để nó đảm bảo phù hợp hết và nó thật sự thuyết phục. Các đại biểu Quốc hội cũng quan tâm đóng góp ý kiến vào việc bảo đảm chính sách nhà ở, đất ở đối với sĩ quan, góp phần để cán bộ sĩ quan ổn định hậu phương, an tâm công tác. Ngày mai, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo tờ trình và thảo luận về một số dự thảo luật. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, song vụ mùa năm nay của huyện Hải Hà vẫn cơ bản đạt năng suất tốt, sản lượng dự kiến trên 14.000 tấn. Đến thời điểm này, địa phương đã thu hoạch trên 60% diện tích. Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hải Hà gieo cấy gần 2.200 hectare lúa mùa, tập trung chủ yếu vào các giống lúa lai, lúa thuần, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Tại nhiều cánh đồng, lúa đã bắt đầu chín rộ, nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch. Nhà tôi năm nay là cấy 404, tính ra một sào là được 7 bao thóc và khoảng 2 tạ 8 thóc tươi. Vụ mùa năm nay anh cấy được 7 mẫu nhưng mới cắt được 1 mẫu thôi. Đến thời điểm này, toàn bộ 20 hectare lúa J02 của huyện Hải Hà đã thu hoạch xong. Năng suất đạt 68 tạ trên 1 hectare, cao hơn cùng kỳ 10 tạ trên 1 hectare. Các diện tích còn lại đang phát triển ổn định. Thế đến nay thì tổng cái diện tích đã thu hoạch thì đạt trên 60%. Hiện nay còn khoảng độ 850 hectare đang được triển khai. Thì cái năng suất của vụ mùa năm nay thì đảm bảo 51,5 tạ trên ha. Cũng đảm bảo được kế hoạch đề ra theo chỉ tiêu sản xuất của huyện Hải Hà trong năm 2024. Theo kế hoạch, huyện Hải Hà sẽ kết thúc thu hoạch lúa mùa vào trung tuần tháng 11 tới đây, với tổng sản lượng dự kiến đạt trên 14.000 tấn. Sau khi thu hoạch, nông dân địa phương sẽ tập trung sản xuất vụ đông, trong đó chủ yếu là trồng các loại rau màu, khoai tây Atlantic để tận dụng tối đa diện tích canh tác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 81 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ ngành, ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Việc thực hiện quyết định số 81 thời gian qua đã giúp cho trên 90% đơn thư, khiếu nại tố cáo tại các địa phương trong tỉnh được giải quyết kịp thời, qua đó hạn chế được những vấn đề nổi cộm, không hình thành điểm nóng. Các vụ khiếu nại đông người, đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp giảm mạnh qua từng năm. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế nông nghiệp. Sáng nay, thành phố Hạ Long ra quân cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn những tháng cuối năm. Mặc dù thời gian qua, thành phố Hạ Long đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên các hành vi vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều phụ huynh vẫn giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Thậm chí có nhiều phụ huynh còn vi phạm luật giao thông trong quá trình đưa đón con em tới trường. Trong 10 tháng qua, trên địa bàn thành phố Hạ Long đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Công an thành phố, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai 9 tổ công tác, trong đó là tập trung vào các cái trường học trên địa bàn mà những cái điểm mà có nguy cơ các cháu học sinh sử dụng xe mô tô không đúng với quy định và lạng lách đánh võng, triển khai vào các cái xã trọng điểm, phường trọng điểm cùng với lại ban an toàn giao thông của các cái phường xã, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó là bí thư, chủ tịch và trưởng công an các xã. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trong triển khai cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, thành phố Hạ Long tập trung phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, viên chức trong chấp hành luật giao thông,
tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là đối với các vi phạm về rượu bia, chất kích thích, lái xe quá tốc độ, giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Ngay trong ngày đầu ra quân, Công an thành phố đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở trông giữ xe trái phép, cơ sở độ chế mô tô xe máy có dấu hiệu tiếp tay cho thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục điều tra xác minh để xử lý nghiêm theo quy định. Chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tới đây xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.